chào quý vị. Chào Thần Long, chào Vinh Tân Lê, chào Đinh Nguyên, chào Tôn, chào Trần Thiên, chào Bình Nguyên, chào Bình Phương. Welcome to... Ôi, sorry. Trời ơi, máy hết pin. Máy lớn hết pin. Cho quý vị xin phép mấy giây là nó trở lại liền. Sorry. Mình làm mà quên cái này. Chiến sự càng qua là cho nên nó nhiều chuyện nó dồn dập một lúc là mình... Là mình sợ ý để cái máy nó hết pin. Để chủ nhật. Don't worry. Enjoy your music, ok? You have free time. I hope you have the time and I hope you feeling fine. Đây, có lại rồi. Ngày xưa sau là tu không vàng. Và nắng chiều vào trong mắt. Oh,
tôn ô. Thưa rằng trao đến người để quên đi những đêm trường. Chờ. Xin anh đừng quên bao kỷ niệm, ngày nào hai đứa mình anh đi mãi mãi trên chính nghĩa nơi đây tình yêu em. Hello John. Hello Lê Hưng, Lê Tùng, Bùi Hùng, hello. Hello Trần Phú, Trần Thiên. Hello Sunny. Hello Nguyễn Tuyền. Yeah.
Ok, kính chào, rất là thân thương ngày Chủ nhật đến tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Chúc các anh chị em một ngày Chủ nhật thật là bình an bên người thân yêu. Tuy rằng chúng nó, phải nói là chúng nó rất là sợ cái diễn đàn Francis, chúng nó phải là nó mướn hàng trăm nhân viên kỹ thuật tìm đủ một cách có là khống chế Francis cho bằng được. Nhưng mà no way, ok, cuộc chiến nào nó cũng có cái ảnh hưởng của nó, thì chúng ta chấp nhận những sự giai đoạn xảy ra như thế đó. Đó là mình phải chấp nhận thôi. Nhưng rồi những thời gian gần đây Francis sẽ là khắc phục hết mọi cần thiết cho quý vị. Chào đại biểu mới vào diễn đàn. Chào Tiểu Thủy Tinh, Trần Chiêu và mọi người mới vào diễn đàn. Ok, hôm nay chúng ta có rất là nhiều đề tài để chia sẻ. Và niềm vui cũng vô cùng dâng trào lên cho tất cả các chúng ta. Những ngày tháng kế tiếp là những thời gian không phải là the time to talk mà the time to act. Cho nên là xin thưa quý vị, đó là không còn thời điểm mà để nói nữa, mà đó thời điểm hành động. Vì thế chúng ta là phải có mọi tư thế sẵn sàng, tất cả các anh em ở trong nước, nhất là các anh em công an, các anh em giám đốc công an, các anh đã nhận lệnh tất cả hết rồi, đúng không? Nếu mà các anh làm sai, có nghĩa là các anh tự trồng cái ắt vào cần cổ của mình. Chứ không phải là Francis không lên đây phổ biến, mà bởi vì các anh quá xem thường cái tiếng nói của Francis. Thì ngày gần đây là thời điểm hành động. Ta đã sẽ hành động những gì ta đã hứa cùng quốc dân. Hôm nay nên nhớ điều đó nha. Cho nên các anh không có thể nào mà nói là tại sao cái tình hình quan trọng như thế mà đã nói là chính phủ để tâm Việt Nam Cộng Hòa, vì quốc gia dân tộc trên hết, không có chiến tiến hận thù, tại sao không thông báo gì cho anh em? Nhưng mà tôi đã thông báo hết tất cả các anh em quá nhiều và nhiều lần. Đó, rất nhiều và nhiều lần. Chứ không phải là không thông báo. Tất cả các anh em ở trong nước, cờ vàng, bát sọc đỏ, phải có một cái tư thế sẵn sàng. Và quý vị phải tìm cho mình đủ mọi cách mà cái cán cờ, tôi biết cái lá cờ, và quý vị có khả năng là mang đi để đón Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân rồi. Nhưng mà cái cán cờ nó là một cái vấn đề coi vậy nhưng mà nó rất là hay. Quý vị có thể làm cách nào mà cán cờ có thể xếp lại, phải không? Tức là cái cán cờ nó cao như thế đó thì quý vị xếp nó lại. À, quý vị làm sao mà chặt một nửa cán cờ rồi quý vị khoan cái lỗ, quý vị dặn con tục vít, mà quý vị phải có một chút kỹ thuật ngay chỗ ráp mới, ha, ngay chỗ ráp mới thì quý vị làm sao mà có thể cầm như thế này để mà đi, ha, rồi vô Sài Gòn đón tổng thống thì mình cái kéo ra như thế này, ha, mình khoan cái lỗ, mình khoan cái con ốc cho nó lỏng. Hoặc là có cái con ốc rời, ok, khi vô bỏ con ốc trong túi, rồi khi mà vô mà cắm lá cờ lên thì là mình vặn cái con ốc vô, con thuốc vít tay vô thì thẳng. Còn bình thường mình đi thì mình cái xếp lá cờ lại xếp cái cánh cờ y chang như vậy đó,
Ok, thì mọi thứ chúng ta cần truyền đạt cho nhau những cái tình huống đó, coi vậy cho nó rất là quan trọng, chứ chẳng lẽ vô trong đó quý vị cầm cái lắc vàng bằng cái tay này vơ lên như thế này, thì đương nhiên là mình sẽ giải quyết trong mọi tình huống, nhưng mà nó không có đúng lắm. Mà nếu mà cái cờ mà dài quá thì nó lại kẹt cho cái vấn đề mà di chuyển. Thì tôi nghĩ rằng là quý vị nào mà ở gần cái thủ đô Sài Gòn thì có thể cầm cái lá cờ đại kỳ mà tôi hay thường đưa lên đây cho quý vị xem á, tức là lá cờ đại kỳ lớn á. Rồi thì bây giờ đề nghị là quý vị cầm cái cờ trung kỳ thôi, cái cờ nhỏ thôi, không cờ nhỏ thôi chứ đừng có quá lớn. Lá cờ của tôi mà treo ở đằng kia gọi lá cờ tiểu kỳ á, thì cái lá cờ trung kỳ này lớn chút vậy, có nghĩa rằng là cái cán cờ thì quý vị được quyền cầm đi mà không cần phải là cưa đôi để mà xếp lại kiểu này ha, rồi ra đó bành ra như vậy không cần thiết. Cho nên đó là mấy cái mà nhỏ nhỏ quý vị nhìn thấy tiểu sự mà có thể là làm nên đại sự, không chứ quý vị đừng nghĩ là chúng ta đã bắt đầu luôn luôn cái gì cũng bắt đầu từ tiểu sự. Tiêu là người không làm gì nhưng mà làm nên đại sự, cái đó mới đáng tạc lòng ghi khắc cốt ghi tâm đó, chứ còn đâu phải là cần phải lắc cầu chút bự rồi đại quốc kỳ đâu. Tại cái lúc mà hiện diện của Đức của Cộng Tổng thống đầu quân trở về lại Sài Gòn đó, thì cái đó cũng là một cái đại kỳ vĩ đại rồi, đúng không? Nhưng mà ý muốn nói đây là đương nhiên là Đức Quốc Công đi thì chúng ta là phải có là lá quốc kỳ để biểu dương một cái mà biểu dương lực lượng, bởi vì là cũng phải bởi vì cái ngày đó là nó chỉ có xảy ra một lần một thôi, không có thể nào mà diễn lại một lần thứ hai để một cái phim được, phải không? Cho nên nó là chúng ta phải có cái tư thế đó, chúng ta không có thể nào cái tình huống đó mà diễn lại ở một tương lai để mà có cái phim để lịch sử vận tải về tương lai cho con cháu của chúng ta xem lại nè, không được, nó chỉ xảy ra có một lần một cái lúc đó thôi. Cho nên nó là chúng ta cần nên phải làm sao mà cho nó gọn, cho nó có một cái mà gọi là lịch sử chút xíu. Nhất định những người mà không có cán cờ thì không thể nào mà cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng tay mà đưa lên được, không cần, không nên nữa, tại vì nó sẽ nói lên rằng là chúng ta không có cái tư thế, cái chương trình để phục vụ quốc dân. Nhà báo thì nó bình luận đôi lúc tổng thống Đào Minh Quân có thường hướng dẫn cho chúng ta rằng là khi một cái tiếng nói là cái bút mà nó nhả mực nó nguy hiểm hơn, và ngôn từ nó nguy hiểm hơn là súng đạn. Cho nên nó chẻ làm hai làm ba ra rồi bắt đầu cái là nó tụng kinh không phải ngay lúc mà chúng ta khỏe, mà nó tụng kinh ngay cái lúc mà chúng ta đang bị mệt mỏi, chẳng hạn như nó tụng kinh ngay cái lúc mà chúng ta đang tranh cử thí dụ như vậy đó. Trời, cái lúc đó là cái quyền lực của chúng ta bị phát tán đủ thứ hết, mà lại gặp nó tụng kinh nữa thì tao kẹt cho mình lắm. Cho nên là chúng ta phải tìm đủ một cách là đừng có để cái bất cứ cơ hội nhỏ nào cho những cái loại là truyền thông mà. Thì trong cái chiến lược của trong cái hiến pháp của Đại Tam Quyền Nam Hòa có ghi rất rõ chúng ta là có là không phải tam quyền phân lập mà tứ quyền phân lập trong đó. Cho nên là có những các nhà báo rồi nó cũng có ngôn luận rồi cũng đều có một cái quyền riêng của nó. Nhưng mà quý vị, tôi nói ra đây thôi chứ không phải là quan tâm chút ít nào đó thôi, chứ không phải là kinh hoàng lắm, để mà đừng có ghi mà cho là kinh hoàng. Bởi vì ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nhìn thấy cái tình hình của bên Mỹ ngày hôm nay á, là một cái bài phải nói là bài toán là vô cùng nan giải cho để Tam Việt Nam Cộng Hòa tương lai. Chúng ta nhìn xe trước của các nước tự do khác ở trên á, mà nó triền rồi thì xe sau chúng ta phải giữ, không? Cho nên là chúng ta cũng đừng có băn khoăn lo lắng. Nhưng mà dẫu sao khi mà rảnh thì chúng ta cũng phải vận tải, tại vì nó là thông điệp, cũng nên gửi lời đến cho tất cả các anh em trong nước để mà chiêm nghiệm và chuẩn bị cái thứ đấy.
Ok, thì chúng tôi xin chọn một vài cái thông tin ngắn để đọc cho những vị nào mà chưa có theo dõi kịp, thì chúng tôi xin đọc. Biểu dương khí thế ngày 28, tức là công văn này đã viết ra ngày 28 tháng 11 năm 2020. Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cũng là người sáng lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, nguyên là tác giả của tuyên ngôn cửu niên Tân Dân Chủ năm 1987, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tà thuyết cộng sản của người dân do Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam đáng lẽ phải cáo chung từ lâu rồi, nhưng bởi dân ta ngộ nhận nuôi dưỡng nên họ này mới tồn tại cho đến hôm nay. Bùm, nghe rõ đó không? Ở trong kia chấm câu ở ngoài đây tôi cũng đập một phát, bởi vì cái chỗ này là không đập là không, tại vì chúng ta là bị nó lừa bẻm, bị hiểu lầm. Trời ơi, tôi nói gần như ở trong miền Nam là hết là mấy ngàn phần trăm luôn. Thật sự cũng không giúp trái ớt, cũng giúp trái cà. Thật ra cái nói tới chữ giúp là thì nó phủ phàng rồi, cái này không phải giúp mà nó chúng ta bị trống lột. Bởi vì khi mà mình không cho đồ đẹp cho nó đứng ngay bên nhà mình, nó nói trời chị hai chị ba ơi, trời anh em cách mạng khổ quá, này giúp cho một ký cá khô rồi lít nước mắm rồi, trời nó đứng nó nèo nèo hồi. Trời ơi, nó vô nó còn nói nhà chị nhà anh như thế này mà ký cá khô cái này không có. Trời ơi, nó đe dọa mà run chết bà cho con, huống chi là cây sức ba cao mà nó kèm kèm, nó chỉ cái họng súng tới mình nó mà run chết luôn. Quà cho nó, cho nó có nghĩa là gì? Tống khứ cho nó đi, cho nó đứng đây lan quẹo một chút xíu nè. Rồi lính biệt động quân hay là ghế cả nghĩa quân xã mà nó gặp nó đặt cây trong biên vô nó rảy cho một phát là mình ảnh hưởng tới mình. Cho nên nó là chưa hẳn quốc dân miền Nam mà để mà cung phụng mà giữ gìn cho tập đoàn cộng sản lưu manh ở đâu, nhưng mà đây là một sự là áp đảo, đe dọa cái sự sống còn. Nếu mình không mà giúp đỡ cho nó đó, sáng mai mình đưa con trâu con bò ra đồng mình mà để mà canh tác ruộng nương là bỗng nhiên nó nổ cái bình lên rồi xích cái chân con bò. Có nghĩa là gì? Tiếc một ký cá khô đêm hôm qua không cho nó thì bữa nay là một cái chân con bò của mình bị gãy giữa lúc mà canh tác như thế này, còn gì đau đớn. Cho nên là ở trong đây chấm câu thì tôi ở ngoài rồi thì chấm cái tay, bởi vì là phải nói là nức lòng tức lắm, bởi vì ngộ nhận nuôi dưỡng đơn họ này mới tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chỉ cần người dân không sợ hãi, như tôi đã từng thưa, đừng bao giờ sợ hãi đến cái ranh giới không, quá cái ranh giới không cần thiết. Nếu mà sợ hãi thì Francis cũng là con người, biết không? Trời ơi, làm con người mà ai lại nói tới cái sợ hãi, sao làm sợ? Trời ơi, có con bỗng nhiên đang đi mà mình thấy con chó nó ngồi nó nằm im mà mình không nghe nó bỗng nhiên đi ngang, mình mới vừa đi ngang sao mà dưới nó quay lại nó vô vô vẹt trời ơi mình, tôi nói hồn đồ muốn bay tàn quá ta. Đó là mới có tiếng sủa của nó thôi là mình đã là cảm thấy là tóc mồ hôi hồn bay lên là đâu trên bay, chứ không còn nằm ở trong cuộc đời cái cơ thể của mình nữa, để lại cái cơ thể lạnh lùng mà thôi. Đó. Cho nên nó là quý vị phải có một sự quyết tâm của mình chứ, trời cuộc chiến mà, trời có cái gì không còn cái gì mà hãnh diện hơn là vì quốc gia dân tộc, biết không? Trời ơi, quốc gia dân tộc trên hết thì dẫu có đá nát vàng phai theo nhật nguyệt. Cho nên là đừng có quá, phải nói là đừng có quá. Francis này, ok, khi mà đã là nhân viên của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Francis này đi về được, đi về là phải tự mình đi tìm đủ mọi những nơi mà ngày xưa mình chưa có cơ hội để xác minh. Tại vì mình nghĩ mình nói cho thôi thì để một ngày kia mình sẽ đi phát minh, bởi vì mình chưa không có cái tổ chức nào để xác minh đi qua đây kể cho ai nhé. Cho nên nó là mình nói thôi để từ từ,
Nhưng mà khi mình đã bước vô chính phủ để tâm Việt Nam Cộng Hòa rồi, mình cảm thấy mình có cái trách nhiệm. Rõ, mình phải can đảm ra đi để xác minh những cái địa dư, địa hẹp. Cho nên nó là vì cái chỗ đó mà Francis này mới biết Hà Nội là chỗ nào. Rồi qua từ cái chỗ đó mình mới biết là Hồ Hoàn Kiếm là cái chỗ nào. Rồi mình mới nghe được cái tiếng thổ ngữ của các cô, các cậu ban đêm 15, 16, 14, 13 tuổi khẩu chiến như thế nào ở tại bờ Hồ Hoàn Kiếm, ở đêm trăng thanh kia như thế đó. Và cũng tại tiệm phở ở khách sạn tại Hà Nội, là còn xíu nữa là bên bàn bên kia có một ngã, hôm trước tôi kể cái tô phở còn xíu nữa bay vào cái mặt của mình. Về cái lý luận, bởi là 12 cô du kích mà bị tàu chiến của Mỹ mà nó quánh bom tại ngã ba Đồng Lộc, Đồng Liết gì đó, nó quánh tàn nát ra luôn. Rồi có một sự cãi cọ, chúng tôi đã thưa cho quý vị. Cho nên là mình phải đi để xem mình. Bởi vì mình đã có một cái tổ chức, có một chính phủ để chi? Để ra mình chia sẻ cho tất cả các anh em nào người chưa có cơ hội để biết ngồi hàng đêm thưởng thức ở Hồ Hoàn Kiếm như thế nào. Để mà nhìn thấy cái cảnh mà Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây như thế nào. Nhưng mà tôi chỉ biết Trường Sơn Đông thôi, còn Trường Sơn Tây thì tôi không biết. Bởi vì Trường Sơn Tây, đường Trường Sơn Tây nó nằm ở bên kia của Campuchia và Lào rồi, chứ nó không nằm ở bên nước Việt Nam. Mà Tập đoàn Cộng sản nó cái đem cái là Trường Sơn Đông nó ra là nó líu lo với đồng bào, cho nó rót từ duyên mật này tới duyên mật nọ, đồng bào cúi đầu, nó nghe khoái lắm cơ. Bởi vì sao? Cái nó nói rằng là Trường Sơn Đông là nơi con đường đó vận tải là lương thực nè, xe tăng đầy pháo tại năm tư đồ dẫn người lên trên con đường. Mà tôi hôm trước tôi có thưa nữa, đường Trường Sơn Đông á là chỉ có con người, con ngựa và con chó đi được thôi, chứ không có xe tăng đầy pháo nào đi được hết. Nếu mà xe tăng đầy pháo đi được là lính lực lượng đặc biệt nó chặn, nó đánh mình, nó quấn tơi tả qua lá cành hết rồi. Cho nên tập đoàn sẽ tìm đúng một cách, nó ni nộn, nó bắt xảo quốc dân Việt Nam cái cúi đầu. Nhưng mà nó đâu dám nói là xe tăng đại pháo nó đưa từ là Trường Sơn Tây đi qua đâu. Như vậy là bất hợp pháp, phải không? Cho nên nó giấu hết. Bởi vậy nó đưa xe tăng, nó tìm cách là nó mở cái con đường Trường Sơn Tây ở bên kia biên giới rồi. Cái là nơi đó thì Việt Nam Cộng Hòa không được phép đưa quân vua qua bên đó. Cho nên là phải chấp nhận là cái sự thật đó là đưa quân qua bên đó núp lén, bằng cách núp lén. Cho nên là bỗng nhiên là buổi chiều thì thanh thiên bình nhật không có một tiếng gì, có vẻ là chiến tranh xảy ra. Nhưng mà sáng hôm sau bỗng nhiên ở quân đoàn 1, quân đoàn 2 và quân đoàn 3 bỗng nhiên có xe tăng cộng sản nó đứng dậy ở ngoài rừng á. Xe tăng mà cũng như phân xích thưa là nó đâu phải con cua đâu, lò bò mà đi, trời nổi rồi nó đề ba cái là rung chuyển cả trời đất, chim chóc là đua nhau bay rồi tìm đường mà lánh nạn cái âm thanh của nó. Thì nơi đó cũng là cái ám hiệu để báo cho lính Việt Nam Cộng Hòa để mà chuẩn bị, đúng không? Như đằng này ngược lại, lính Việt Nam Cộng Hòa gần như không biết được, không biết được là ở trong cái khu rừng ở nơi chỗ mình tiền tiến, nơi cái giới tiến của mình là lại có xe tăng. Bởi vì nó đi nó thập ở bên biên giới kia, nó thập qua một cái là rồi cái tự nhiên cái là nó có mặt liền trong vòng mấy tiếng đồng hồ như thế đó, nó chuẩn bị hết tới thế. Chẳng nói nó đừng nghe tập đoàn cộng sản nó nói xe tăng đầy pháo rồi kéo từ Trường Sơn Đông rồi đi dập dêu rồi thế này thế nọ, rồi tôi cũng phải đi qua, tôi cũng phải đi để mà tôi tìm thử coi nó nói là đường Trường Sơn Đông là có cái đường ống dẫn dầu, dẫn cái ông cố tiên sư nó bà xạo dẫn gì. Tôi quyết định cái câu đó, cái câu đó còn xíu xíu nữa là xe tôi nó ban giữa đường ở trong Trường Sơn Đông rồi. Trời, lúc đó tàu đó là cột nó xuống nó rinh mất tiêu rồi, thấy không? Có nghĩa là chúng tôi đi từng khúc một và chúng tôi qua những cái cầu, thấy không? Nó có những cái cầu, có những cái cống mà tôi đã thưa quý vị, có những cái cống, cái cầu mà giống như là anh phi công Lý Tống mà đã diễn tả trong cuốn sách Thép Đen của anh vậy đó.
anh diễn tả rất là hay ha. Mình cứ lưu ý cái sự diễn tả mà anh lái phi cơ xuống, anh quấn cái cầu ở trong cái rừng rất là sâu thẳm, ở trong đó anh quấn tơ bờ hết, mà anh bởi vì phòng không nó là dày đặc đi, cho nên anh quấn chỉ là sập sơ một cái mé cầu nào đó thôi. Khi mà chúng tôi đi qua rừng Trường Sơn Đông đó, thì tới cái cầu đó, cái trời, chúng tôi nhìn thấy cái cảnh tượng mà bỗng nhiên nó ập tới rất là quen thuộc, bởi vì mình đọc cái chiếc cầu đó trong sách của anh phi công Lý Tống đó, thì mình nói chà, có thể là cái cầu này là của anh phi công Lý Tống, anh quấn sập đây nè, cái cầu này nè, sao mà thấy khung cảnh là núi đồi, rồi là anh nói là anh chỉ có một cái con đường là bay lên quấn đó, từ cái con đường kia để đi qua con đường hướng này, rồi thí dụ như vậy, mình thấy nó rất là quen thuộc. Thì quý vị nó nhớ tôi phải xuống đó để xem thử coi cái sợi dây ống dầu nó có đi ngang qua đó không. Đâu có, bà xạo hoàng tiếp tục biết bao nhiêu cái cầu, cái cống khác ở trong Trường Sơn. Cho nên nó là chúng tôi xuống đó để theo dõi có dây ống dẫn dầu không. Bà xạo bà xạo, dây ống dẫn dầu nó dẫn từ ở trong đường Trường Rừng Trường Sơn Tây, tức là ở bên bên nước của Lào, của Campuchia kìa. Thì ở bên đó thì bỏ tay chấm cơm, mấy chá. Mình phải tôn trọng, mặc dù cái nước Campuchia, nước Lào thì mình coi nhớ nó là dân mọi thượng, nhưng mà mình phải tôn trọng. Cho nên nó có đặt ống dầu đồ đó, đặt ở bên đó. Thì ở bên đó tôi đã thưa là mình là bỏ tay chấm cơm thôi, xin phép. Cho nên tập đoàn cộng sản tao nói nó có xạo, cho nên ngày hôm nay nó đi xạo dân, mà nó xạo dân có sách có vở luôn, muốn cho quốc dân Việt Nam ở tương lai can đảm là bằng cách ngày hôm nay cho người dân, huấn luyện người dân hãy can đảm tự tay bóc cục phân gà bỏ vô miệng. Nếu mà quý vị nào phản biện cái câu này có Francis em, tốn chừng một vài giây thôi ha, lên trên Google gõ download xuống cái cuốn sách Để Có Con Gà Đường Hoàng, hả chứ? Tôi nghĩ quý vị cũng rành, cũng biết cái điều này là Francis nói sự thật. Mà Francis này có bao giờ lên đây là để nói chuyện bách xạo không? Trời ơi, cái đó là sự thật như thế. Cái đó là tập đoàn cộng sản mà. Trời ơi, tao mới... mình xin phép mà đáng lý mình phải đọc hết, nhưng mà mình phải chấm câu, tại vì là mình phải diễn tả lại những cái điều ở trong đây để cho quý vị nghe thêm. Người cộng sản tôi nói nó làm bất cứ cái thứ gì nếu nó muốn, tối nó là thằng cán bộ ở địa phương, nó thằng du kích ở địa phương, tối về nó ăn, nó ông ái với vợ của nó, mà nó du oan khi mà vợ nó có bầu là sanh ra đứa con là hợp pháp ở trong thời Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời Việt Nam Cộng Hòa mà anh mà không có chồng, chị không có chồng mà chị có con là trời kẹt lắm. Cho nên là bất cứ giá nào, dầu chị đi lấy một người nào bất chính đi chăng nữa, đi đại khái đi chăng nữa, cũng ít nhất cũng phải có một người đàn ông nào đó thì chị mới có bầu, rồi chị mới sanh ra. Cái con mà bỗng nhiên mà chị chữa là trong thời đó là kẹt lắm, không được đâu. Tối nó về, nó ăn ái với vợ của nó xong xuôi rồi, cái là nó lấy cái đôi giày của lính Việt Nam Cộng Hòa. Thời đó thì giày mà người lính Việt Nam Cộng Hòa có giày thì nó cũng có giày. Thứ nhất là trong những trận chiến ác liệt ấy, thì lính hai bên đều có chết, thì nó tới nó cởi cái đôi giày của người lính Việt Nam Cộng Hòa, nó cởi ra. Rồi, nó dùng hoặc là mua chợ trong cái thời đó mà thiếu gì những cái đồ dụng cụ bình thường đó. Thì tối cái nó ăn ái xong xuôi rồi, cái ra nó mang đôi giày của lính Việt Nam Cộng Hòa, cái này nó dẫm lên những cái đất mềm, đất bùn chung quanh nhà ở đồng quê mà. Rồi nó dẫm lên, nó chạy tới chạy lui, có một mình nó mà nó chạy tới giống như là khi mà mình nhìn thấy cái dấu chân giày giống như là hàng tiểu đội, hàng trung đội đi chạy rồi đó. Rồi nó dẫm chạy tới chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược rồi cái nó vô nó kêu người nhà là ở trong đây tự la làng lên đi ha, nó rút đi trong đây tự la làng. Ô quanh mỏ la làng lên quá trời ơi, lính vô nó hãm con tôi, nó hãm con dâu tôi, họ nói hãm con gái tôi nè, quá trời đất ơi, lính vô hãm rồi, người ta bưng đèn rồi tới xóm làng ngày xưa rồi, hãy nghe ai mà la làng cái tự nhiên mình bực đèn lên mà bưng chạy tới. Trời ơi, tao nói
anh em xa không bằng láng giềng gần là cái chỗ đó. Tới nhìn thấy trời ơi, dấu chân giày nè, trời ơi, dấu chân giày là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 37, 48 nè, trời ơi, dấu chân giày quá chừng luôn. Thì dấu chân giày có nghĩa là gì? Là lính Việt Nam Cộng Hòa. Còn dấu chân cộng sản không có dấu chân giày, mà dấu chân giày cao su thì làm sao mà có cái dấu kiểu dấu chân giày được. Rồi. Rồi lúc đó ông xã trưởng hay là cái ông khốn phó khốn gì đó trong cái thời đó có cái danh từ liên gia trưởng, tức là liên lại từng gia đình. Liên gia tức là từng gia đình mình liên lại thành một người, có một ông liên gia trưởng để chi nhận những cái thông báo của xã trưởng hay của quận trưởng rồi gửi tới rồi thông báo cho người dân. Thì ông xã trưởng chứ ngày xưa đâu có truyền thông giống như chúng ta ngày hôm nay đâu, trời ơi, mà ngày xưa mà có truyền thông như thế này ngồi một mình có thể điều khiển cả một đất nước luôn, có đúng không? Nhưng mà thời đó là kẹt quá trời quá đất, không có truyền thông như chúng ta, cho nên là phải có ông liên gia trưởng ông thông báo. Rồi thì ông liên gia trưởng tới là ký giấy rồi xác nhận rằng là cha trời ơi, xác nhận mà có đã hãm hiếp là cái chỗ là bất hợp pháp rồi, mà còn thêm có cái là lính Việt Nam Cộng Hòa nữa, trời kẹt quá. Nhưng mà đối với tư cách của ông xã trưởng, việc làm của ông là gì? Xác minh những chuyện gì xảy ra trong địa hệ của ông, trong cái liên gia của ông. Rồi ông xác minh, ông nói tôi nhìn thấy có dấu giày cái lính Việt Nam Cộng Hòa, và cái chị này là đã la hét lên rằng lính có người hãm hiếp, chứ mà nó không nói là lính Việt Nam Cộng Hòa, nó nói có người hãm hiếp, có người đàn ông hãm hiếp, mà bưng đèn nhìn thấy xung quanh nó toàn lính Việt Nam Cộng Hòa không, dây dấu dày lính Việt Nam Cộng Hòa. Tao nói nó bốc lửa, nó bỏ tay người đốt cháy, nghe khét nghẹt luôn, vậy mà nó cũng vẫn làm được, thấy không? Cho nên tôi thương mấy cái đó để cho quý vị xem xét là tự suy tư là những cái điều mà tập đoàn sản nó làm thứ gì cũng được hết. Rồi khi mà cái chị đó là sanh ra có đứa con là được cái giấy hôn thú đó, khai đây là đứa này là bị Việt Nam Cộng Hòa hãm trước kia sanh ra rồi có giấy hôn thú. Rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975 nó về thì nó tự nhiên nó có đứa con bồng ngon lành, có hôn thú đồ đầy đủ mà con vợ của nó sống một cách bình yên ở trong thế giới tự do. Trời, nó còn nhiều cái tình huống tương tự như thế đó quý vị. Tôi nói tàn nhẫn lắm. Tôi nói cái chế độ cộng sản này nó chết tới 10 kiếp. Cho nên Đức Quốc Công ngài đọc ngài biết hết cái tư duy của từng người. Tôi nói hận thù kinh khiếp, mà ngài nói sao? Ta sẽ cầm bị kéo, ta cắt dây hận thù đó. Là bằng cách ngài có là hạ bút ở trong hiến pháp là nói việc cộng bỏ cộng còn việc, việc không giết việc giữ gìn nguyên khi quốc gia chuẩn bị chiến tranh chống lại quân xâm lăng của Tàu cộng. Đấy à, chứ không có hận thù nữa. Cho nên nó trong cái câu này chỉ có một câu thôi mà diễn tả hết. Chúng ta ngộ nhận, trời ơi, khi mà mình đọc trong truyện Kiều mình nói kiều càng sắc sảo mặn mà, xem bề tài sắc lại là phần hơn. Cái chữ càng đó chỉ có chữ một là chữ càng thôi, mà có thể là nói lên là diễn tả lên hết cái mỹ miều trội bực của nàng Kiều. Trời ơi, văn chương Việt Nam đảo rễ, wow, đúng không? Nhưng ở trong đây nguyên cả một câu mà có một chữ mà ngộ nhận thôi mà chúng ta điêu linh đến tới ngày hôm nay đó quý vị. Điêu linh cho tới ngày hôm nay bởi mà hai từ ngộ nhận mà thôi. Điều đó chết lý, chết ý luôn. Không có cái chữ nào mà thay thế được hai cái chữ này, ngộ nhận trong này. Phải nói là tập đoàn cộng sản là phải nói chúng nó, tôi phải chuẩn bị một cái chùa thật là lớn, xung quanh đó trồng toàn là chuối không và rào, nhiều đó là chuối với rào. Trời ơi, Francis ngày hôm nay là không có dùng là bột hay là gạo hay là cái thứ gì, toàn là chuối với rào với lại bông cải thôi. Chỉ có ba món là mà ăn mà sống mà nó nở bề ngang, nó sen bờ dọc như thế này. Thì tương lai ở trên một cái chùa, một nơi nào xa xôi nhất
đối với xã hội Việt Nam, tôi cất cái chùa cho bự lên trên đó, chung quanh trồng chuối với rau thôi. Tôi bắt hết những cái con người cộng sản lên trên đó, những con người nào muốn tu thì hãy vô trong đó tu, ăn chuối với rau. Nhiều đó thôi, để chi? Rửa sạch tâm tư dơ bẩn lố bịch của tập đoàn cộng sản mà hại dân hại nước tan hoang đến ngày hôm nay. Quốc dân Việt Nam phải dùng hàng chục năm, có thể hàng một thế kỷ để mà củng cố lại cái tư duy của quốc dân Việt Nam chân chính trở lại. Bây giờ người cộng sản nó cày hết mọi thứ dơ bẩn ở trong tư duy rồi, mà bây giờ trong máu là cũng có cái sự dơ bẩn ở trong đó. Tàn khốc, dùng thời gian thật dài để là mà thanh lọc nó. Ok, chúng ta xin phép đọc tiếp. Chỉ cần người dân đừng sợ hãi, đó như tôi thưa hồi nãy là đừng nên sợ hãi khi mà chúng tôi trở về nước, khi mà chúng tôi được giống như mấy hôm trước tôi thưa, tôi gần như bị áp tải rằng là bởi toàn chung quanh tôi toàn là tên công an không, mặc dù thằng cháu của tôi nó cũng là nằm trong cái chế độ là cờ đỏ ngũ sao vàng, nhưng mà nó biết là cậu của nó. Nó việc bởi vì sinh kế sinh nhai nuôi gia đình là nó phải sống và làm việc, nhưng nó biết được lý tưởng của thằng cậu nó cũng gần như là muốn áp đảo thằng cậu nó là tới cái công viên Hồ Chí Minh ở tại Vinh cho bằng được, mà cộng thêm là ba người, hai người cán bộ nữ và một phó giám đốc công an kia là gần như áp đảo Francis này phải tới công viên Hồ Chí Minh. Rồi tôi nói không, mấy anh biết là tôi là nhân viên của chính phủ Đại Tâm Việt Nam, tôi với lại cái mà các anh đề nghị là khác chính kiến, tại sao các anh phải đề nghị tôi phải đến tới công viên của Hồ Chí Minh để làm gì? Thằng cha tôi nói nhất định cậu phải đến đó, nhất định cậu phải đến đó. Để chi? Để cậu nhìn thấy cái bức tượng đó, cậu ra nước ngoài cậu mới có đề tài để mà nói. Còn tên phó công an kia muốn dẫn tôi tới là để nhìn thấy cái nghi nga của cái bức tượng Hồ Chí Minh, là để mong rằng thay đổi tư duy của Francis. Còn các cô cán bộ kia cứ viết để theo dõi, để phân tích những cái tiếng nói quyết định của Francis như thế nào, rồi để về nó trình lên trên cái thượng tầng quyền lực để mà nghiên cứu, để mà đưa ra cái kế hoạch mà mai mốt mà gặp những người mà những đối thủ mà nặng cân như Francis là phải đối phó như thế nào để bắt xét lẫn bắt linh hồn, đúng không? Đó, cho nên nhưng mà Francis này, ta nói an nghi tự tại, thảnh thơi thoải mái, đừng bao giờ nao núng trong cái bệnh viện nào, đừng bao giờ nao núng như quý vị. Trời ơi, tôi chẳng qua mình tự khen mình chứ từ cái lúc mà mình trong cái võ học taekwondo đó, từ cái đai trắng mình lên tới đai đỏ rồi để chuẩn bị là thay lên để nhất đẳng á, tôi nói đánh gần như là đánh nhau mà đến đâu mà cái đai đó nó muốn mòn luôn. Bởi sao? Bởi mình té, địch thủ quánh mình té, mình lăn lộn thì cái đai nó gần như muốn mòn luôn vậy đó. Mà từ đai trắng mình lên tới cái đai đỏ là sao nó quánh gần như là cơ thể mình nó mềm luôn, mình nó cũng quen đòn nữa. Cái lần là mà mình cảm thấy địch thủ nó không đánh mình là mình cảm thấy mình ngứa, mình để cho địch thủ nó giớt ra thét không lì luôn. Cho nên nó là phải tâm phải tịnh thì mới đón được cái chiêu thức của đối phương. Cho nên những cái tình huống mà không thể nào mà giải bày hơn nữa thì nói ok, tôi với anh nói chuyện nghe hàng như nhau nha, không có ai lấn áp ai, không ai đe dọa với ai hết. Anh có cái phương hướng đi của anh và anh đến tới đó đó. Hôm nay tôi nhìn thấy anh như thế này và anh theo người cộng sản nó được như thế đó, và tôi chọn để tâm Việt Nam hòa và tôi được như thế này nè. Thấy chưa, không cần thiết vấn đề mà tôi phải chiêu mộ anh hay là ngược lại anh chiêu mộ tôi, không cần thiết cái chuyện đó. Anh chỉ mới có tao đâu và tôi chỉ mới tao đây thôi, chúng ta chưa chắc mà ai hơn ai và ai kém hơn ai. Cái này sự thật nó cũng vẫn là sự thật. Cho nên quý vị nào mà lúc đó là e dè rụt rè, nó nói trời ơi, những cái thứ e dè rụt rè là cho nó một bộp tai hay là đạp cho nó một phét hay là đại khái như thế này, nó làm nhục mình như thế đó. Trời ơi, quấn mình mà trên cái cương vị nào đó không đau mà làm nhục mình đau dữ lắm á nha quý vị, đau dữ lắm á. Chứ không phải vừa đâu, đau dữ lắm.
xin phép vì làm tôi khẽ mới quá trời lắm. Đánh mình không đau nhưng mà làm nhục thì đau lắm. Ok, cho nên nó đừng quá sợ hãi, chỉ cần người dân đừng sợ hãi, nhìn rõ vào sự thật. Trời, câu này mình đã phát đầu rồi, mình thấy con mình ở trong đó luôn rồi. À, cái bài văn này mình đọc tới đâu mình thấy có mình ở trong đó, thì bạn đừng bao giờ đừng bao giờ mà mình cảm thấy được về là khó chịu đó, quý vị yếu đuối. Cái sự ở đời nó giống như là mình xin phép mình đem cái con tuất mình vô trong đây mình diễn tả chút xíu. Nếu mình đi đường mà gặp cái con tuất, tức là cái con chó đó, xin phép mình nói nhỏ nhỏ chút xíu. Mà bỗng nhiên nó nhào ra, nó sủa, nó làm ghê gớm mà giống như là nó muốn ăn tươi nuốt sống mà nữa, có đúng không? Nhưng mà mình phải là an tâm mình đi tới nó. Nên nhớ là phải đi tới nó nha. Chứ mà đừng bao giờ nhìn nó, đi tới đó nhưng đừng bao giờ nhìn nó, nhìn lên trời coi như là không có nó bên cạnh. À, đi tới nó nhưng đừng bao giờ nhìn nó, và mình nhìn nơi nào mà nó, và xem không bao giờ có nó bên cạnh. Cứ bước đi từng bước một vững chãi, là chúng nó tự nhiên chúng nó dẹt qua bên, chúng nó để cho mình đi. Nếu quý vị mình nhìn vô gương mặt của nó mà đi thụt lùi là xong đời luôn. Trời ơi, lúc đó là trời ơi, đã cẩu bổng pháp của quý vị nó cũng cắn nó nuốt luôn. Đúng không? Dù quý vị trên tay có là đã cậu bóng pháp đi chăng nữa, nó cũng tao nó chụp nó nuốt luôn. Cho nên phải xử cái những cái tình huống mà quý vị không tránh được thì phải xử y như vậy, như tôi mới vừa kể. Thì cái tình huống ở đời đối với là chế độ cộng sản ngày hôm nay, ngày xưa chế độ cộng sản ngày xưa đó, khi là nó bắt ai thì nó có cái lệnh là tới bắt người đó đã bắn. Cho nên cái ngày xưa người ta có cái dũng khí, đã bắt là có nghĩa là mình chết, cho nên mình phải giữ cái lập trường của mình. Mình nói cái bây giờ mấy anh bắt tôi thì mà anh cứ việc bắn đi, không quan trọng nữa, bởi vì là tôi với anh khách chứng kiến rất là rõ ràng. Mấy anh để tôi sống thì tôi làm việc bình thường, mà mấy anh muốn bắt tôi có nghĩa rằng đồng nghĩa rằng chút nữa các anh đã bắn tôi rồi. Trong cái thời lính sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị chúng nó bắt lên trên rừng thiêng nước độc để làm tù khổ sai trên đó. Lính Việt Nam Cộng Hòa đâu có ngại mà sợ mà nó đem ra nó bắn đâu. Nhưng mà rất sợ nó làm nhục. Trời ơi. Bắn không sợ nó, trời ơi, ước gì nó bắn rồi thôi cũng đã lắm. Nhưng mà nó không bắn mà nó làm nhục, nó đau. Nhục là cái gì mà đau nhất? Trời, nó nói là vợ con của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ta sai, và con của nó ta sai, chúng nó đưa lên rừng sâu nước độc để làm việc khổ sai. Tôi nói hằng đêm tôi nói đã chịu đựng những cái cảnh mà bị đầy đỏ ở ngoài, là cuốc cày sâu cuốc bẩm cơ cực ăn đói khổ, mà lại trong tâm tư dày vò hằng đêm tôi nói đã đau nứt lòng nứt dạ lên quý vị, thấy chưa? Ok, kể tiếp đi. Nhìn rõ vào sự thật, không hợp tác với chúng. Thực sự mình đọc từng câu thật sự ngày xưa đâu có ai muốn hợp tác với nó đâu, người ta muốn là cho nó yếu và tiêu diệt nó đi, để cho trở về một mối và làm ăn. Nhưng mà trời ơi, khi mà tới cái chỗ mà nó nằm sát dưới nách của người dân, cho nên nó nói là Bác Hồ là nằm trong quần chúng, là cái chỗ đó nó nằm ở trong quần á, trong quần chúng. Và nó nói rằng là pháo kích cái gì, pháo vô ở trong đô thị của Việt Nam Cộng Hòa, chỉ cần là tạo lên cái tiếng nổ mà thôi, không cần thiết chết ai, chết lính, chết Mỹ hay là chết dân, không cần thiết cái điều đó. Bởi vì quốc dân miền Nam là nằm trong quả tim của Bác, chứ đâu phải nằm ngoài xã hội đâu. Cho nên nó là cứ việc pháo tạo tiếng nổ ở đó là quan trọng nha. Đừng bao giờ đến với sự chết, bởi vì pháo vô đó là phải có chết rồi, nhưng mà không quan trọng chết. Và các pháo thủ đừng ngại rằng là cho chỉ trong đó là chết người dân. Không, người dân trong đó là không phải người dân của Bác Hồ. Người dân của Bác Hồ nằm trong quả tim của Bác.
và Bác Hồ nằm trong quần chúng, nó nằm trong đó thì thôi. Hãy mình đi là mình đi thì nó đi theo, mình đứng thì nó đứng, mình ngồi thì nó ngồi, mình ngủ thì nó ngủ. Cho nên nó biến nó với dân, tôi mới như bóng với hình, khổ. Không hợp tác cũng thành là hợp tác. Thật sự mà. Nó nói nếu mà anh chị, tôi vô nhà anh chị tôi xin chén cơm, chén muối, lít gạo mà anh chị không cho. Mấy anh chị nên nhớ nhé, Bác Hồ nằm ở trong quần chúng. Tức là quần chúng sống thì Bác Hồ sống, quần chúng chết thì Bác Hồ chết. Không hợp tác cũng thành hợp tác cho nó. Nó đưa người dân vô tới cái điểm gọi là cuối cùng như thế đó. Đó là cái câu mà gọi là trường kỳ kháng chiến mà Francis này đã được đối diện. Không hợp tác với chúng nó thì cộng sản phải tan rã, đương nhiên rồi. Tao nói khổ, tội nghiệp cho người dân. Tay yếu trong mình chỉ có biết làm gì hơn. Nhưng mà nhìn thấy cây súng sắt với viên đạn đồng nó tàn bạo quá. Cho nên trong cái lúc đó người dân ở chính giữa mà mong rằng lính Việt Nam Cộng Hòa là phải làm sao mà cho thiệt là mạnh, là phải quất cộng sản cho nó tanh banh ta lâm chúng nó ra. Quý vị nhìn thấy trong các thước phim lịch sử trong cái thời chiến tranh, có cái nơi nào mà khi mà chiến tranh đến mà người dân lại kể cả con trâu, con bò, con chó mà nó chạy về cái hướng có cộng sản đâu? No. Dẫu là chỉ rằng con bò, con trâu, con chó nó cũng chạy theo hướng Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vì cái con đường sống là phải đi trở về Việt Nam Cộng Hòa thôi. Đối với tập đoàn cộng sản, tao nói không trước từ sau nó cũng đem chó ra nó luộc, đem trâu ra nó xẻ. Con người nó còn xẻ nó ăn nữa, không chi con trâu con chó. Đó, để cho cắt nghĩ cho quý vị nhìn thấy. Không có người dân nào theo cộng sản nữa. Nếu người dân mà không bị một sự bó buộc nào đó là tập đoàn cộng sản nó cũng là tự chết đói, nó tự chết đói nó thôi. Sự hỗ trợ của quốc tế thường là hai chiều, nếu không có lợi nhuận khó có ai chịu giúp hết lòng, phải dựa vào quốc dân đồng bào, dựa vào chính chúng ta mới có thành tựu lâu dài. Cho nên ngài Đức Quốc Công chuẩn bị một cái tư thế hết tất cả, quốc dân là làm nên hết tất cả mọi vấn đề, cho quý vị biết nên nhớ điều đó. Quốc dân giống như cái chiếc xe, cổ xe vậy, giống như cổ xe vậy. Đức Quốc Công là cái rường xe. Mà ở ngoài xã hội ngày hôm nay mình được nghe rằng Đức Quốc Công là đôi dép cho quốc dân Việt Nam mang. Nếu đi đường trường không có đôi dép đó, quốc dân Việt Nam là chết dọc đường mà thôi. Chỉ cần là một cái ngao, con ốc, con sòm nó đâm lên cái bàn chân của quý vị là chỉ đi cò nhắc thở. Cho nên ngài Đức Quốc Công quý mình xem như đôi dép để cho quốc dân Việt Nam dùng trên cái hành trình của mình. Đó. Và ngài là cái rường của chiếc xe, cái rường. Và quốc dân là cổ xe. Quý vị nên nhớ, cổ xe mà không có cái rường xe, cổ xe đó chỉ vứt đi. Cổ xe chỉ vứt đi, không có di chuyển được. Mặc dù nhìn thấy nó nghi ngờ, cái rường xe chỉ có một cái thanh mà nó nằm ở chỗ thấp nhất. Mình gọi tiếng Việt Nam, mình gọi cái nghĩa đen là hàng xe phép, hàng thấp nhất của xã hội đó, hàng thấp nhất. Giống như chiếc dép này, Đức Quốc Công nói là ngài là như chiếc dép, tức là hàng thấp nhất. Bây giờ tôi nói là ngài là cái rường, tức là cũng là đứng hàng thấp nhất trong cái cổ xe. Nhưng mà không có cái rường đó, cổ xe vô dụng, cổ xe không làm được cái gì. Cổ xe tự nó tan rã, tự nó rơi xuống, nó rơi lãng cổng, lãng cản ra, nó rơi từng phần ra luôn. Có cái rường thì nó mới có được cái chiếc xe.
to, mà lại nó lại là hàng thấp nhất trong cái cổ xe. Cái chỗ mà hàng thấp nhất mà lại quan trọng nhất, cái chỗ là giống như là càng lớn càng nhỏ, càng nhỏ càng lớn vậy đó. Tương tự như vậy, đúng không? Ok, chúng ta xin phép phải đọc hết cái khúc này. Có khúc nãy giờ mình đọc không trời. Bởi vì mình đọc đó, mình thấy có mình ở trong đó. Cho nên là mình phải ngừng lại. Chà, ở trên chiếu tiếng mà bỗng nhiên đâu có mình ở trong đọc cột truyện, mà bỗng nhiên mình nhìn thấy có mình trong đó, mình khói đọc đi đọc lại, đúng không? Làm cho quý vị hấp dẫn lên chút xíu. Trời lạnh lẽo ở Naui, mới đi chủ nhật nữa. Quý vị đừng có vội vàng lắm. Cho nên là phải dựa vào quốc dân và đồng bào, dựa vào là chính chúng ta mới có thành tựu lâu dài. Đó, thấy không? Thấy cái đường lâu dài của Đại Tâm Việt Nam Cộng Hòa là Chánh phủ Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân, ông biết, ông nắm rõ hết từng ly từng tí. Cho nên quý vị đừng có còn lo ngại gì nữa, quý vị hãy tự lo cho chính mình, rằng là có mang cái tư duy đến với Chánh phủ Đại Tâm Việt Nam Cộng Hòa cho nó minh mẫn, cho nó quanh liệt liệt. Đừng có vào Chánh phủ Đại Tâm Việt Nam một cái cầu may, chờ bỏ cái chữ cầu may đi quý vị ơi. Vô trong Chánh phủ Đại Tâm Việt Nam còn họ là phải đem cả cái tư duy hồn lẫn xác, chứ đừng đi vô trong đó chỉ có cái xác không còn hồn lại ở đâu, không? Và mang lý tưởng nghi ngờ rồi chắc chắn mấy cái đó cầu may thâu dẹp ở nhà đi, uống cà phê đi cho rồi, không? Ok, tiếp tục. Nhất định sẽ không ngừng nữa, đọc luôn nha quý vị. Đọc luôn quý vị. Dù đọc ở trong đây, có quý vị trong đây, cái chân nữa này, quý vị cũng hãy để cho Francis đọc luôn nha. Hy vọng Francis làm nổi câu chuyện này, sẽ e rằng làm không nổi. Sau nhiều năm hoạt động phong trào tân dân chủ của Chánh phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã tạo dựng được những thành quả chiến lược căn bản, không những đánh trúng mà còn đánh đúng. Chờ, quýnh trúng là quýnh chỗ nào, tức là địch thủ, là mình chọn nó là trúng rồi đó. Mà đúng là sao? Đúng là cái chỗ quyệt, quýnh quả lấy lên một cái. Ô, mình nói phải đọc luôn, mình lại ngưng, mình lại bị phạm luật à. Sorry nha quý vị. Phải đánh trúng vào cái đầu não của nó. Đúng, hồi nãy tôi nói quánh vô mà cần gặt lên cái nên nó mới trúng cái nguyệt. Nhưng mà ở đây là cũng là cái đầu não, trúng cái đầu não của Cộng sản Việt Nam. Theo cái phương pháp đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh dập đầu. Do đó chiến dịch lật mặt nạ tên gián điệp tên Việt Giang Hồ Chí Minh đang làm cho âm mưu của Cộng sản quốc tế và Cộng sản Việt Nam tan tành mây khói, qua sức lực di thật lật cộng. Chúng ta dùng cái thật mà để lật được bọn chúng đó thôi. Đơn giản, không cần súng đạn. Bao nhiêu lần mà Francis này nói, trời ơi, thời này mà còn cầm súng, cây súng mới chạy sọt, nó chết té, mũi súng nó trọt lên lỗ mũi ăn trầu. Từ bữa này mà dùng súng đạn nhiều cho bằng đệ nhất Việt Nam Hòa, súng đạn nhiều cho bằng đệ nhị Việt Nam Hòa. Nhưng mà số súng số đạn đã làm được gì ngày hôm nay chúng ta chứng minh lịch sử cho biết rồi nè. Được làm gì? Đâu có làm gì đâu. Có những lúc trong bài hát tiếng Việt Nam mà nói có đôi lúc mà cây súng kia cũng phải nằm im thở khói thôi, chứ cây súng cũng phải lạnh lùng thôi. Cái súng gọi là nó sẽ không có áp dụng gì cả. Rồi, sách lược giản đơn nhưng thần kỳ này đã đánh bại thủ đoạn gian trá của Cộng sản Việt Nam ngay từ lúc chúng nộp đơn lên cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO xin ban cho Hồ Chí Minh tước hiệu là danh nhân thế giới nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật giả tạo thứ 100 của Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5 năm 1989. Cho nên là Francis lại lên đây cố dẫn tải cái sự thật, phải không? Cho nên là lâu lâu ở trong nước người ta cũng vẫn là ghi kể cả ngày hôm nay trên cái bảng đỏ chữ vàng rằng là Bác Hồ kính yêu là Bác Hồ được nhân dân của thế giới ghi tới mấy treo một cách là lấy có ở trên hai cái cột điện, rồi cái là ở dưới cái cột điện nào là bà già đồ ăn trầu nhỏ lẹt phẹt bán có trầu, bán những cái đồ tập nhạp ở đó để sinh sống hàng ngày. Mà ở trên đầu của các mẹ Việt Nam anh hùng nó ghi là Bác Hồ là vĩ dân của thế giới. Tôi nói nó lố bịch, bởi sao? Bởi vì nó không có thật.
Cho nên người dân nhìn vô đó thấy cái thứ tập đoàn sẽ nó quảng cáo rẻ tiền quá. Cho nên cái chung quanh nơi chỗ hai cái trục điện để mà dân cái tấm băng rôn quảng cáo đó, tôi nói người ta xem thường đó lắm. Chẳng có ai đọc, là tôi hỏi anh tài xế của tôi nói anh có bao giờ đọc là cái gì mà ghi ở trên cái bản băng rôn kia không? Nó nói trời ơi cái thứ lừa bịp anh ơi, tôi thấy nó chán. Anh nhìn ở dưới đó có hạng người nào ngồi ở dưới đó mà buôn bán nhỏ cổ trầu phật phật nào, giấy kẹo rồi vỏ chuối rồi lá chuối khô rồi nó bay lập sập ở đó dơ bẩn đó. Tôi xin thưa quý vị, nếu mà tên Hồ Chí Minh là sự thật thì nó nằm ở trong cái chỗ nguy nga lộng lẫy lắm rồi. Chứ không có thể nào mà chỉ là một miếng băng rôn lấy hai sợi dây cọc trâu cọc hai đầu căng lên rồi qua để đó bà hò này nhân dân của thế giới là bà xạo, phải không? Bà xạo. Hôm nay ta có truyền thông mà gọi điện thoại qua UNESCO hỏi bác Hồ Chí Minh của tôi là có nằm có cái tên ở trong đây không. Ở trên kia người ta đang nẹt cho một phát là chạy không kịp. Có, nhưng mà có nằm trong báo đảng chứ không phải có nằm ở trong cái cuốn sách của UNESCO của Liên Hiệp Quốc ấn định đâu. Nó nằm ở trong tờ báo đảng. Đảng nào? Đảng Việt Nam. Đơn giản như vậy, đúng không? Nằm trong tờ báo đảng của Cộng sản cái gì cũng có đó. Về vấn đề Hồ Chí Minh là nói cái gì cũng có, bảo đảm với vị, kể cả trong đó là hà hiếp con nít cũng có nữa, bảo đảm luôn. Nếu quý vị ông tin Francis này, để một ngày nào đây mai mốt Francis về Việt Nam, quý vị tôi sẽ lấy một vài tờ báo đảng tôi đọc lên cho quý vị nghe. Kể cả trong tờ báo đảng mà có ghi tên Hồ Chí Minh là hà hiếp con nít bằng cách nào, rồi dẫn con nít trở về giao lại cho các cha mẹ xã đội trưởng ở trong miền Nam như thế nào, dọc đường nó bắn chết như thế nào, rồi vô nhà xã đội trưởng nó bu liu bu lao nói rằng là Mỹ Mỹ bắn chết con anh chị hết trơn rồi, trời nó chết một cách tàn nhẫn vô nhân đạo lắm, nó cấy rồi cái tâm hồn là ghét thù giặc Mỹ, thù Mỹ Mỹ một cách tàn bạo trong đầu của các ông xã trưởng đó, rồi là giờ chúng ta phải quyết định là trả thù, trời lúc đó là máu hực máu ái quốc mà thương nó giống mà không chỉ là giặc Mỹ giết con của mình, nhưng mà đâu phải giặc Mỹ giết đâu, cái đó là tình đồng chí của mình giết mà nó cấy cái lý tưởng hận thù ở trong cái đầu mình không bao giờ biết. Cho nên gốc dân Việt Nam trong cái thời đó phải nói là ở trên này là dùng cái từ chữ là ngộ nhận trời, sao mình diễn tả nó nặng bằng non sâu từ biển luôn. Thật là hấp dẫn làm sao đó. Ô mình hứa mà mình cũng vẫn còn là tiếp tục đánh giặc dọc đường như thế này, đọc không biết chừng nào mà xong cái tờ này không biết nữa. Sách lược giảng đương nhân thần kỳ này đã đánh bại thủ đoạn gian trá của Cộng sản Việt Nam ngay từ lúc chúng nộp đơn lên văn hóa của Việt. Trời, cái này đã đọc xong rồi nhưng mà ok, đọc tiếp. Văn hóa khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO xin ban cho Hồ Chí Minh cái tước hiệu là nhân danh của thế giới nhân dịp ngày sinh nhật giả tạo thứ 100 của Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1989. Ok. Âu đó đích thân Đức Quốc Công Tổng thống đã phát động chiến dịch bàn chân đạp mặt Hồ Chí Minh để tiêu diệt ý chí và sức đối kháng của toàn dân Cộng sản Việt Nam. Qua sách lược này, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và phong trào toàn dân chủ cũng đã chiêu hiền biết bao cán bộ bộ đội, kể cả đảng viên đảng cộng sản, rủ nhau quay về với chính nghĩa dân tộc. Cho nên Francis này lên đây, Francis này xin thưa các anh là giám đốc và phó giám đốc công an trong mọi miền đất nước, không phải chỉ có các anh mới quay về với lại Francis trong những thời gian qua, mà gần như là ở dưới tướng của các anh đều quay về với lại chính phủ Đại Tân Việt Nam Cộng Hòa rầm rập nơm nớp. Bây giờ các anh nơm nớp lo sợ cái đó không, bởi vì thấy là nhân viên của mình nơm nớp đi theo chính phủ, các anh nơm nớp lo sợ cái đó không.
Cho nên xin thưa các anh không phải là cô đơn ở trong cái đường lối quay về với tổ quốc nhân dân đâu, không phải. Không phải chỉ các anh cô đơn như thế này, mà tất cả các nhân viên của các anh đã làm như thế đó. Và quốc dân Việt Nam thì không còn phải bèn nữa. Bởi vì các anh không phải là những cán bộ phục vụ quốc dân, mà chúng tôi mới là cán bộ phục vụ quốc dân. Cho nên quốc dân bỗng nhiên là chúng tôi là cục đá 500, mà quốc dân là kim loại, bỗng nhiên gặp nó hít nhau không còn réo gọi nữa, bỗng nhiên gặp nhau nó hít nhau à. Còn các anh là cái loại quỷ sứ thì không thể nào mà loại giả dấu mà hít được cái kim loại của quốc dân được, phải không? Đơn giản chắc nghĩa, dễ hiểu, dễ nghe, dễ thông cảm. Ok. Thành quả này đang tạo thành thế quốc dân bất thắng, khiến cộng sản sững sờ rung động trước con đường diệt vong mà không làm sao chống trả được. Trời, chống trả sao? Chúng quốc dân hôm nay là kim loại, mà chúng tôi là cục đá 500. Đi ngang cái là tự nhiên chúng tôi là ôm nhau. Còn không được với các anh là tại vì sao? Các anh là loài quỷ sứ hút máu dân tộc thì làm sao có cửa mà để mà nằm trong cái chỗ mà tự nhiên hồn nhiên kia đưa đến đâu. Quý vị nhìn thấy không? Chúng tôi còn ở bên đây bờ đại dương, nhưng mà người dân ở trong nước đã nô nức và làm cho quý vị nơm nớp lo sợ. Quý vị, tôi đã nói là quý vị đâu có phải là Tần Thủy Hoàng quanh quanh liệt liệt có khả năng là quản lý trường thành để mà che đậy cái ngai vàng của mình, nhưng mà cuối cùng phải cúi đầu nhục nhã trước cái vó ngựa oanh liệt có Lưu Bang xưa kia cơ mà. Thì mấy anh đâu có phải là Tần Thủy Hoàng đâu. Thì một ngày gần đây, phải biết không, ngay cái cho thời điểm mà trao quyền lực á, cho nó êm đẹp, phải tự mình lập chiến công để hầu mai sau có cơ hội đứng trước giữa muôn thanh thiên bạch nhật trong cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để mình ngước mặt lên chứ đừng có để mình cúi mặt xuống. Đấy nhá. Francis lên đây vận tải nó quá nhiều đấy, cái sự thật này, sự thật quá trời, quý vị nghe thấy nó kinh hoàng, đúng không? Bởi vì nó là sự thật. Do đó Cộng sản Việt Nam sẽ như những con thú dữ bị săn đuổi, cùng đường sẽ cắn bẫy. Câu này Francis cũng đã đón trước rồi, cũng chuẩn bị hết mọi tư thế rồi. Chúng đã công khai phạm pháp và bắt vài người với lý do truyền bá bản hiến pháp của đệ nhị, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và sự kêu gọi trưng cầu dân ý. Người cộng sản phải nói là chắc cái bà trời bẩn thỉu, quá bẩn thỉu. Cỡ mà lên gió đài đấu võ cỡ những cái anh là loại thứ mà gọi là tiểu nhân, gọi tiểu nhân cái thứ đó. Quý vị có quyền hẹn vậy mà sao tháo ra các tò ra Bắc Francis này, hoặc là đã phá chính phủ để tam Việt Nam Cộng Hòa, đi lo ăn hiếp người dân, người đàn bà yếu đuối tay yếu chân mềm, đe dọa cái thứ đó. Nói một ngày gần đây Francis sẽ cho ăn chuối và rau quả thôi, không nên nhớ điều đó. Ngày khai hoa nở nhụy sắp đến, toàn dân Việt Nam nên sẵn sàng cho một cuộc đời mới. Lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh đã hiện diện tại Biển Đông. Các chiến sĩ Hoa Kỳ, các tướng lãnh hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đã đến Việt Nam. Thấy chưa? Ôi trời ơi quý vị, bữa hôm qua tôi đã đưa ra những cái mật mã rồi. Là đại tướng Tô Lâm giúp tôi giúp đại tướng. Trời ơi, những cái mật mã Francis thiệt là dễ nghe nhưng mà khó hiểu đối với cộng sản, đúng không? Nhưng mà quốc dân Việt Nam người ta hiểu hết.
chứ quý vị đừng có nói an ninh của Mỹ rồi qua nó chỉ với cô Lâm rồi nói thế này thế nọ rồi nói tới thế kia thế khác rồi. Có nghĩa rằng là quý vị suy nghĩ tới cái chiều rằng người Mỹ làm ăn chính chắn nha, cộng kỳ với lại Hoa Kỳ đồ như vậy là mấy anh Việt Nam Cộng Hòa không có khả năng thế này, không có khả năng thế nọ. Trời, mấy anh lầm rồi, trời ơi lầm rồi. Nếu mà đường đi nước bước của Đại tá Việt Nam Cộng Hòa dễ dãi như cái sự nhận diện của các anh như vậy thì đâu còn gọi là Đại tá Việt Nam Cộng Hòa nữa. Như vậy thì ác thẳng Tập Cận Bình nó qua đã bắt linh hồn của Đại tá Việt Nam Cộng Hòa từ lâu rồi, đúng không? Nếu Việt Nam Cộng Hòa, để tâm Việt Nam Cộng Hòa lãnh đạo dưới là một người bình thường, không phải là Đức Quốc Công, thì quý vị đã ra các tổ, quý vị đi dẫn độ, quý vị lãnh đạo của chúng tôi từ lâu rồi, đúng không? Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng vị lãnh đạo để tâm Việt Nam Cộng Hòa là Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Quân. Khi mà có dịp rảnh, tôi muốn đem cái vị lãnh đạo của chúng ta so sánh với lại ba thước có Churchill cho quý vị nghe, cho quý vị phê. À, bữa nay tôi nghĩ không có đủ gì à. Trời ơi, trời, chúng ta cũng có ngọc ngà trong đá chứ, chúng ta đâu phải là chỉ là cục đá không đâu, phải không? Ok, chúng ta xin phép mà chia sẻ tiếp đi, đừng có đứng ở đây miết tâm mai là mình là chia sẻ chưa xong với quý vị là khiếu nại Francis này nữa. Yêu cầu tất cả quý thành viên đồng nhiệm trong chính phủ để tâm Việt Nam Cộng Hòa hãy sẵn sàng chờ đợi hiệu lệnh trực tiếp của Tổng thống trên Facebook đại. À, thấy lệnh chưa? Thấy lệnh ra chưa? Bữa nay Francis này dẫn tải một cái sự thật là quý vị nghe, quý vị khiếp. Đừng có nôm nấp lo sợ. Đây là hai khẩu hiệu duy nhất để chúng ta chuẩn bị. Một là bằng tiếng Anh và một là bằng tiếng Việt. Quý vị đừng lo, nếu mà có lệnh, Francis này sẽ là một trong những người trở về lại Sài Gòn đầu tiên. Thì quý vị, trời, quý vị đâu có nói là sao nhìn cái ông kia giống giống Francis, giống Francis không có giống bất cứ một người nào đâu nha quý vị. Quý vị nên nhớ điều đó nha. Francis sẽ không, cho nên đừng có là nhận diện mình ra người khác là sai. Có thể là người khác nó nói sao mà ông đó giống ông Francis, bây giờ ông tuyên bố là khác hơn những gì mà ông Francis ngày xưa nói ở Na Uy. Trời ơi, không phải đâu. Francis này là có một cái mà quý vị nhìn vô, quý vị không so sánh bất cứ một người nào. Ok. Đúng không? Francis này không có giống người nào, cho nên quý vị đừng có nói là sợ hiểu lầm đồ thế này thế nào. Trời ơi, không có đâu. Có thể là văn viết rồi nó viết ở dưới đó mà quý vị đọc lầm chứ, mà có Francis hiện diện như thế này. Hoặc là quý vị nào mà nhìn thấy có cái ông nào mà giống Francis mà khó mà phân biệt được, kêu ông đó ông hít đất coi được 50 cái không, hoặc là ông phải rinh cái tạ là trên 100 ký hỏng rồi nha. Nếu được như vậy thì ông mới là Francis, còn không phải là ông phải Francis. Ok. Nói hỏi như vậy là quý vị lọc ra, trời ơi, lọc ra cái tự nhiên biết ông Francis thật hay là ông Francis giả liền. Hoặc là bắt nó đọc nguyên một cái khẩu quyền, cái khẩu quyết của một đường võ nào đó ở trong Thiếu Lâm Trường Quyền hay là trong Tây Sơn Bình Định. Trời ơi, tao nói nhiều cách mà để tìm ra cái người đó phải Francis thật hay là Francis giả nha. Trời ơi, quý vị là thả tim nhiều quá là mình ngợp luôn. Chứ quý vị đừng có nói là thời buổi này có những người nào mà sạo sạo giống Francis lên đây, không phải đâu, không có đâu. Bên đây Francis này đi khắp nơi, là từ phương đông cho tới phương tây, từ nam cực lên tới bắc cực. Trời ơi, có dịp nào tôi kể cái chuyện nam cực mà lần đó tôi đi về dưới đó. Quý vị, tôi xin phép nửa phút thôi. Quý vị đừng có nhìn thấy là người dân da đen ở Nam Phi nó đen thì quý vị là nghĩ tới là ở dưới đó nó nóng lắm, đúng không? Trời, quý vị nghĩ cái đó là quý vị sai chết, từ chết nó bị thương luôn. Trời, mình cũng nghĩ vậy, chắc là ở dưới đó nó nóng lắm, tại vì thấy dân da đen không, là mình mặc đồ tao nó rất là bình thường, mình đi xuống dưới đó trời ơi, nó lạnh mà mình chạy vô trong khách sạn của mình lấy cái mền mình tùm mình đi ra đường, tao nói người ta cười, tao nhìn Francis tao cười to té. Tao quá tao tin luôn.
ta mình nghĩ là mình sai, đừng nghĩ thấy người ta đen là dân tộc người ta ở như đó, người ta chỗ nắm nực, không sai, sai rồi. Trời ơi, sai rồi, Francis biện lần đó là tận kinh, cho nên đừng có thấy như vậy mà nghĩ vậy, nó còn hơn vậy. Ok. Wow. Ồ, bữa nay Chủ nhật mà quý vị không nghỉ ở nhà, sao mà quý vị còn khói lên đây và nghe Francis này, trời ơi, 100 mấy chục người, gần 200 người trong diễn đàn có Francis như thế này. Cuộc biểu tình răng rổ của hàng triệu đồng bào Việt Nam đòi quyền sống và tự do dân chủ dự trù sẽ diễn ra tại Sài Gòn vào ngày giờ sẽ do Bộ trưởng Chiến lược Toàn quốc thông báo sau. Chuẩn bị đi các anh em công an. Chỗ này rất là nghiêm chỉnh, tôi xin thưa rằng ước muốn của Francis là tất cả các anh em công an cùng làm việc với lại Francis. Đó là cái ước muốn, phải nói là cao nhất của Francis. À, quốc dân Việt Nam cần nhiều cán bộ và đi lên đôi lưng để mà quấn quân thù xâm lăng nước Việt Nam chúng ta ở tương lai. Các anh nên nhớ, những các vị mà đã là chia tay cuộc đời, cái anh linh mà còn cũng phải là có trách nhiệm đối với quốc gia, xã tắc non sông, mà không chi chúng ta là còn sống trên hiện diện trên đất nước Việt Nam. Đúng không? Có đôi lúc những cái tình huống trên hồng trần này chúng ta giải quyết không được, chúng ta phải cầu nguyện à, các vị anh linh dân tộc Việt Nam, hồn thiên sông núi Việt Nam còn phải có trách nhiệm nữa cơ mà. Không chi chúng ta là một người còn sống hiện diện, phải có trách nhiệm chứ. Đúng không? Không có một người nào mà gọi là, bởi vì đôi lúc nóng lên nghe, thấy quý vị đàn áp quốc dân qua chúng tôi mới nói là, trời ơi, về tôi gặp quý vị là tôi nhéo cái lâu tai quý vị, tôi nhéo, tôi nhắc lên, tôi giận lên, giận thì có biết cái gì, trúc đỏ là phải nhéo lâu tai các ông thôi. Nhưng mà xét cho cùng, các vị hùng thiên sông núi Việt Nam còn phải có trách nhiệm với quốc dân. Húng chi chúng ta là quốc dân, lẽ là không trách nhiệm hay sao? Cho nên quý vị đừng có nói là anh khác chính kiến ông gì khác, là lúc đó chỉ còn có một cái chính kiến thôi, là trách nhiệm của quốc dân. Quý vị bỏ cầm thì quý vị là ở Việt Nam, là người Việt Nam mà Đức Quốc Công nói cho nên tôi đọc là phải là cái thế của quốc dân, là cái thế cần thiết bền cửu. Cộng sản Việt Nam hiện nay đã lộ rõ cái bản chất tay sai tàu cộng, nhà cầm quyền do chúng dựng nên, không do dân bầu, không có quyền hạn gì đối với con người và xã hội Việt Nam cả. Chúng đã thi hành những thủ đoạn gian tham, hiểm ác, đầy đọ dân ta. Chúng cướp của giết người, bắt bớ giam cầm, sát hại những nhà ái quốc, và nay còn tiếp tay tàu cộng mở cửa biên giới để độc trùng Vũ Hán virus tràn vào diệt chủng quốc dân Việt Nam. Đau thương, quốc dân Việt Nam đâu có mà gọi là bệnh hoạn một cách tàn bạo, là to đồ ăn nói dở ra cái là mình mở cái hộp xúc xích ra, cái mình lấy chiếc đũa mình khư khư con gì qua que trong đó, nó khư ra là bó miệng ăn. Thành bà, quý vị nhớ trong Sài Gòn có một cái có một khách sạn khá lớn 5 sao mà nó bằng cái tiếng Mỹ, mà là phó thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa, tức là ông Nguyễn Cao Kỳ về đầu tiên mà ông ở đó, cái khách sạn gì đó mà cao rồi giỏi lên trên, mà tôi nói tôi tới đó tôi ở rồi, chúng tôi đi với lại mấy người ở địa hạt đó, vô trong đó ăn phở, ăn đồ, cũng ăn đồ ngon lành. Nó ăn rồi uống rượu, mà rượu ven á, rượu đó, chứ không phải là rượu whisky đâu, mình gọi là rượu trắng đó. Rượu trắng là uống free, trời mình vô mình mướn khách sạn, mình ở thì đương nhiên là khách sạn đêm có mấy trăm đô rồi, là mình ăn uống ở đó, nó đãi như vậy thì bình thường là đang ăn uống phở, uống xong xuôi, uống hết cái tô súp là gần hết rồi, mình nhìn dưới mình thấy con sâu, trời mẹ ơi. Ôm mẹ mà mình không biết chăng le móc họng ra mà nói, trời ơi kinh khiếp rồi.
cho cái người bạn của tôi bên cạnh tôi, nó thúc của chó tôi, nói cho anh Francis đó, anh hạ xuống, anh đừng ở nha, anh đừng, tại người ta, người ở địa phương đó, người ta nói là anh đừng có quậy lên đây, trời ơi tôi thấy tôi cũng ớn quá, nhưng mà thôi bây giờ lỡ chừng rồi, không nên quậy. Tao nói quậy ở đây đó, rồi anh nhớ là mấy cái mình còn ở đây một ngày một đêm nữa, rồi mà có gì ăn uống, trời ơi, cái thằng nhà bếp, thằng gọi là bếp trưởng đó, trời ơi, nó nhí thuốc độc vô đó, đó là chết anh luôn á. Cho nên nó, trời ơi, cái người bạn bên cạnh tôi nó thúc cô chó, trời ơi, anh Francis đó, làm ơn thôi hả, họ kệ thôi, vớt cái con đó ra, là kêu bếp trưởng lại chỉ cho nó, thôi tới đó là ngừng, không dám đi thêm nữa. Trời ơi, cái con sâu, well, đúng ra là cái con dòi chứ không phải là con sâu. Tại vì con sâu thì nó có chân, có cẳng, có bò, nó cái này là con con dòi mà nó không có chân, có cẳng, nó có cái đầu đen đen. Oh man, thiệt tình. Bỗng nhiên mình đi xuyên lá cành tới cái đề tài đó. Nhưng mà đúng là người ta nói rằng là lưới trời đi thưa mà đi không lọt. Francis đêm đó là bị nhiễm độc. Trời, tôi nói nhiễm độc cỡ cái tướng Francis này mà nằm mà không có cửa quậy được. Chắc là tôi phải uống nước cho thật là nhiều, để cho nó giải tán đi. Tức là tướng như thế này mà cửa quậy không được đó, là kinh khiếp như vậy. Bị nhiễm độc. Cho nên quý vị đừng có nói là nhà hàng to kia, khách sạn bự nọ là thức ăn đồ có bảo kê rồi, sao không dám đâu quý vị ơi. Trời ơi, các bạn không, Francis lên để chia sẻ những cái gì Francis đã chịu đựng ngoài dòng đời. Nó là sự thật trong cái xã hội chủ nghĩa gì đó. Kinh què lắm. Nhưng mà Francis này tha thứ nhưng không bao giờ quên cái khách sạn đó. Và Francis này sẽ hy vọng ngày gần đây quý vị, tôi sẽ gặp lại cái tên gọi là bếp trưởng của cái khách sạn đó, sẽ làm việc với nhau thôi, đơn giản, kinh khiếp quá. Giả dụ bữa đó mà người bạn của tôi mà không thúc của chó tôi, không kêu tôi là thiệp đi đó, là không biết chuyện gì xảy ra đêm đó luôn. Bởi vì Francis phát hiện ra có đồ ăn bất vệ sinh ở trong đồ ăn của chúng tôi, mà tôi bị nhiễm độc một cách gọi là cảnh cáo. Một cái sự nhiễm độc cảnh cáo. Trời ơi, phải nói là mình đi đâu cái chữ ngờ đó, nó học hoài, học không thuộc lòng cái chữ ngờ đó. Có mấy chữ cái đó mà học hoài không thuộc, khổ thiệt. Ok, toàn dân Việt Nam đã tỉnh thức, không ô mê nghe theo lời gian trá, và chẳng cần phải tuân lệnh của bọn tà quyền cộng sản, phải trút phê bọn chúng bất lương bán nước hại dân, đương đầu với tàu cộng bảo vệ tổ quốc. Đã đến lúc chúng ta phải biểu dương sức mạnh của người dân là chủ của đất nước. Nên nhớ điều đó, đừng bao giờ mà khiêm nhượng thụt lùi nữa. Đứng trước cái đàn cẩu kia, nó sủa, đừng nhìn nó mà chúng ta bước tới nó. Đấy chưa? Đừng nhìn nó nhưng bước tới nó. Nếu mà dạy mà nhìn nó và thâu lùi là nó tấn công. Bắt đầu cũng sáng ngày hôm nay cũng vậy nè. Hãy ngay như tự tại bước vô. Có một cái tấm hình mà tạm gọi là quên tên, ở trong một cái tòa án của một vị thiếu nữ kia, lúc nào cái tay cầm lên trước mà dẫn vô, mà gương mặt nó chỉ lúc nào cũng nhìn như thế này, coi những cái đám mà quen tò cái là giống như một thứ cẩu tặc thôi, cầm nhưng mà mặt ngước gì chứ không phải là cúi xuống gì ha, mặt ngước gì đó, phải thể hiện cái sự quyết tâm của mình, người người như một như thế đó. Cho nên không cần phải dùng tới súng đạn đâu. Trân trọng thông báo văn phòng thường trực chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Trời ơi, có một lá thơ. Có một lá thơ Francis đọc mà cả tiếng hồi luôn á. Chưa xong vì tại vì sao? Mình đọc thơ, đọc văn gì mà mình thấy có mình trong đó là không thể nào mà không dừng bước. Đúng không? Cho nên đó là mình phải... phải chấp nhận cái điều đó, quý vị cũng phải chấp nhận điều đó thôi. Ok, xin phép uống miếng nước.
Cho nên từ đây cho đây Francis sẽ diễn phải có những cái mật mã chúng tôi sẽ gửi về cho đồng nghiệp. Mà đầu tiên chúng tôi đã gửi rồi để xem cái sự phản ứng của của tên Tô Lâm và đồng bọn của chúng, tức là các giám đốc và phó giám đốc. Thử coi cái sự phản ứng của quý vị như thế nào. Thì tôi cảm thấy rằng 50-50, mỗi ngày hôm nay chúng tôi thừa nhận là có 50-50 phản ứng, 50 phản ứng theo chiều thuận và 50 phản ứng theo chiều nghịch. Thì chúng tôi thấy là cái này là cái cũng là một cái một cái mật hiệu để cho chúng tôi biết rằng là cái đường đi của cái sắc lệnh và cái mật mã này đưa ra rất là đúng, và cái kết quả nó đạt được tới cái tình huống đó. Trong quân địch mà chúng ta là có 50 thắng 50 thua là chắc ăn thắng rồi, nấu giữa địch với lại địch không mà nó đã có 50-50 đấu đẩy với ta với nhau rồi, còn cộng thêm chúng ta nữa là sợ quá thắng rồi. Đó là những cái mà chúng tôi đo lường sự phản ứng của tập đoàn cộng sản nó mạnh hay yếu từ cái điểm đó. Cho nên là tôi nhắc hôm qua quý vị nghe rất là nghe cái danh từ rất là lạ là tôi giúp đại tướng Tô Lâm giúp tôi. À, nghe sao mà nó không có dấu phẩy dấu phép, nhưng mà nó là cái mật lệnh tôi giúp đại tướng giúp tôi à. Đó là bữa nay là ngày Chủ nhật, rất là vui đã chia sẻ cùng quý vị và mời quý vị cùng tôi để mà nghe những âm nhạc nhẹ nhàng vui nhộn nhất của ngày Chủ nhật à. Cho quý vị quý vị thảnh thơ thả hồn dệt mộng à. Hẹn quý vị chúng ta sẽ gặp nhau tại Sài Gòn, nhất là các anh đảng viên đảng cộng sản, các anh giám đốc và phó giám đốc, trách nhiệm các anh vẫn còn nha, nên nhớ như trách nhiệm của các anh vẫn còn. Ai mà vội bỏ nhiệm sở sẽ bị quốc dân hai tội. Em ai anh ba tôi còn ai nữa đó, thấy chưa quý vị đừng có chỉ là cho đây là cái bản nhạc nha quý vị, còn nhiều cái mật mã lắm, còn nhiều cái mật mã lắm. Rồi từ từ Francis sẽ là dẫn tải cho quý vị. Quý vị mà nghe cái này quý vị cho chỉ là ban nhạc, bình thường là quý vị đi sai một ván cờ. Cho nên tôi kết thúc biết Francis ngày hôm nay đề cái gì. Ở trên thông biết có Francis để ngày hôm nay là gì? Lên phản công, ta tiến về Sài Gòn. Không? Tốt đã qua sông, thét nước lòng, chỉ tiến không lùi, chẳng ước mong. Bồ Đào Mỹ Tú nhường xe pháo, vẹn lý vẹn dậm, chinh y đẫm máu đào. À, đây là những cái mật hiệu tôi gửi đến cho quý vị. Tự nhiên quý vị đón quý vị biết, trời ơi, cái đâu có cần phải là sức đen rồi dẹp đi. Tạm biệt tạm biệt. Bye bye Phi Kim. Bye bye Victor. Tập đoàn cộng sản bây giờ nó vờ vẹn, nó vô diễn đàn Francis nó vờ vẹn lắm. Bye bye Nguyễn Tiền.
Ba ba thằng Long. Bye bye Trung Nguyên. Đinh Nguyên, Đinh Nguyên Quang. Chào quý vị. Bye bye.